Ngọc Hương và cô Dị Thảo rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngọc Hương mua gan cho cô rồi đó phải không? Đúng rồi đó cô Thảo xem có được hay chưa? Gan như thế này là đạt tiêu chuẩn rồi, nhưng mà Ngọc Hương biết đạt tiêu chuẩn là thế nào không? Thật ra thì Ngọc Hương thấy tươi ngon thì mua thôi, chứ cũng không biết như thế nào là đạt tiêu chuẩn đâu cô Thảo. Khi mua gan bò thì Ngọc Hương và quý vị khán giả nhớ cần lưu ý là chúng ta chọn gan mướt có màu đỏ tươi và không có những cái lấm tấm trắng ở phía bên trong gan, đó là gan ngon. Mà cô Thảo ơi, từ đó tới giờ em ăn gan bò thì chỉ có trong món phá lấu bò thôi, còn những món khác thì em lại ít thấy gan bò xuất hiện đó cô Thảo. Như vậy thì hôm nay Ngọc Hương sẽ được học một món mới, đó là một món chế biến từ gan bò nè, nhân dịp mà chúng ta sẽ làm chủ đề vui món ngon trọn ngày Tết. Và món ăn này chắc chắn là sẽ có rất nhiều chất dinh dưỡng, thời gian chế biến thì chỉ trong tích tắc, bởi vì cuối năm ai cũng bận rộn, không có nhiều thời gian. Chính xác, đó là món gan bò áp chảo. Để thực hiện món gan bò áp chảo thì nguyên liệu rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần chuẩn bị 300g gan bò, 200g khoai tây chiên xóc với lại muối và bơ, một ít salad, cà chua, 10 tép tỏi đập dập, sữa tươi, rượu vang, tiêu, dầu ăn và hạt nêm nước hầm xương Ajinomoto. Đúng là giống như cô Dị Thảo nói, nguyên liệu với gia vị cũng rất là đơn giản. Nhưng mà Ngọc Hương đang thắc mắc là không biết là tại sao chế biến món ăn này lại có rượu vang đỏ nè, sữa tươi nữa. Chút xíu nữa Ngọc Hương sẽ biết ngay mà. Rồi bây giờ cô bắt đầu làm nha. Đầu tiên là cô sẽ cắt gan bò ra thành miếng nè, dày khoảng chừng 5 ly thôi. Ủa mình giữ nguyên cái bản lớn như vậy hả cô Thảo? Tùy theo ý thích thì mình có thể cho miếng lớn hay miếng nhỏ, nhưng mà cô cắt lớn như thế này sau đó cô cắt đôi trở lại. Rồi bây giờ mình cắt đôi ra. Cô cho gan này vào một cái tô nhỏ. Cô sẽ dùng tỏi đập dập chứ mình không băm nhỏ ra, vì làm như vậy thì là khi chúng ta chế biến món ăn tỏi sẽ không bị cháy. Dạ. Tiêu thì mình sẽ ướp vào khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu nè. Hạt nêm Ajinomoto chúng ta cho vào khoảng nửa muỗng cà phê thôi. Và đặc biệt là hồi nãy Ngọc Hương có hỏi cô là không biết sữa để làm gì, bây giờ thì cô sẽ cho 2 muỗng canh sữa vào. Tại sao mình phải cho sữa tươi vào hả cô? Đó là để giải thích câu hỏi của Ngọc Hương lúc nãy. Ngọc Hương nói là tại sao gan bò cô em chỉ thường thấy trong món phá lấu mà ít thấy trong những món ăn khác. Đố Ngọc Hương biết tại sao đó. Thật ra thì em cũng không biết, em hỏi cô Dị Thảo mà. Bởi vì ăn phá lấu thì rất là thường xuyên ăn gan bò, nhưng mà thật ra trong tất cả những cái món ăn còn lại thì Ngọc Hương thấy đúng là không có gan bò xuất hiện. Rất là ít khi chế biến gan bò, vì một đặc điểm là gan bò thì tuy là một cái thực phẩm rất là giàu dinh dưỡng vì nó giúp tái tạo hồng cầu. Khi mà ăn gan bò thì là sẽ cung cấp được cho cơ thể một cái lượng chất sắt nè và chất đạm rất là nhiều. Tuy nhiên gan bò thì thường có cái mùi gây gây khó chịu, cho nên là thường người ta hay chế biến phá lấu, vì trong phá lấu có rất là nhiều loại gia vị có cái mùi rất là nồng và như vậy sẽ át đi cái mùi gây gây của gan bò. Ngọc Hương thấy không, khi mà cô ướp tỏi vào, cô trộn một lát nè, thì là Ngọc Hương nghe thấy cái mùi thơm của tỏi bốc lên là nó làm át đi cái mùi gây của gan bò. Còn ngoài ra là cô ướp sữa tươi vào thì sẽ giúp cho gan bò mềm, mướt và đặc biệt khi chúng ta chế biến thì sẽ có màu rất là đẹp. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ ướp sữa tươi vào trong gan bò để giúp cho gan bò mềm và khi chế biến món ăn sẽ thơm ngon hơn. Sau đây là chúng ta sẽ đến giai đoạn chế biến. Ngọc Hương giúp cô bật bếp lên. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi chúng ta làm món gan bò áp chảo thì phần dầu cho vào cũng rất là ít thôi. Chúng ta cho vào khoảng 1 hoặc là 2 muỗng canh dầu ăn. Bây giờ dầu đã nóng già rồi, chúng ta sẽ cho gan vào. Lượng gan chúng ta không cho vào quá nhiều để cho gan sắp đều một cái lớp ở phía bên dưới đáy chảo nè, sẽ giúp cho miếng gan săn lại và không bị ra nước. Khi mà một mặt vàng rồi thì mình sẽ trở lại hả cô? Đúng rồi, khi mà mặt ở phía bên dưới mà nó chín vàng, hơi vàng một chút xíu thì mình sẽ trở lại. Quý vị khán giả thân mến, khi cho gan bò vào áp chảo thì chúng ta lưu ý là để lửa lớn và sắp một lớp mỏng, như vậy thì gan bò sẽ không bị ra nước. Wow, thơm ơi là thơm luôn rồi đó cô. Đúng rồi, bây giờ mặt bên dưới đã vàng như thế này rồi, Ngọc Hương thấy không? Nhìn thấy rất là hấp dẫn, thì cô sẽ trở sang cái mặt dưới nè. Và chúng ta đảo đều lên lần cuối cùng để cho gan chín đều. Và khi gan đã gần chín rồi thì giai đoạn cuối chúng ta sẽ cho một ít rượu vang vào. Cô sẽ cho vào 2 muỗng canh rượu vang vào giai đoạn cuối. Rượu vang khi cho vào giai đoạn cuối này sẽ bốc lên làm mất đi cái mùi gay của gan và làm cho món ăn có cái mùi thơm rất là đặc biệt. Quý vị khán giả hãy lưu ý điều này trong sổ tay nấu ăn của mình, đó là chúng ta sẽ cho một ít rượu vang đỏ vào trong gan bò áp chảo khi món ăn hoàn thành. Như vậy món ăn của chúng ta sẽ thơm ngon hơn. Bây giờ thì món ăn chúng ta hoàn tất rồi, cô sẽ tắt bếp và chuẩn bị để mà bày ra dĩa ngay bây giờ. Hoan hô cô Dị Thảo. Chúng ta sẽ gấp những miếng gan ra bày chung với lại khoai tây chiên xốc với lại muối và bơ. Cô sẽ để một ít khoai tây lên đây.
Đây, cô mời Ngọc Hương thưởng thức nha. Cảm ơn cô Dự Thảo. Thơm ơi là thơm luôn cô Dự Thảo ơi. Ngọc Hương ơi, tùy theo ý thích thì Ngọc Hương có thể chấm thêm với một ít nước tương Lisa. Dạ, để em chấm nha. Em rất là thích nước tương Lisa. Cắn vào một miếng gan bò áp chảo, cảm nhận đầu tiên là gan bò mềm nè, sau đó sẽ là vị béo béo của gan, kế đến là mùi thơm của tỏi. Nhưng mà Ngọc Hương có cảm nhận cái mùi gay gay của gan bò không? Ngọc Hương cố tình tìm xem có cái mùi gay gay không, nhưng mà wow, không có một cái mùi gay gay nào cả, đổi lại là một mùi thơm, có thơm rượu vang nữa đó cô Thảo. Cô cảm ơn Ngọc Hương rất là nhiều. Và phần nhận xét của Ngọc Hương cũng chính là yêu cầu của món ăn. Khi hoàn tất thì gan bò áp chảo phải có bên ngoài vàng cháy cạnh, nhưng là bên trong vẫn mềm, mướt và đặc biệt là có mùi thơm của tỏi, của một chút rượu vang và không còn mùi gay của bò nữa. Vui món ngon, trọn ngày Tết. Thưa quý vị khán giả thân mến, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày có sự thay đổi về số điện thoại cũng như là hộp thư. Chúng ta hãy cùng lưu ý nhé. Gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto theo số 083 823 7557. Thời lượng của Món Ngon Mỗi Ngày đã hết rồi. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.